Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series những món ăn ngon nhất ở trong Play Together. Và ngày hôm nay, mình và Sammy sẽ tiếp tục làm ra thêm những món ăn ở trong game, làm ra ngoài để thực, để coi coi nó sẽ ăn như thế nào và có ngon hay không nha các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với series của đầu bếp Sammy. Nấu 10 món thì khác hết 9 món. Thần ăn phong cận, nấu thì ít mà ăn như con heo vậy, ăn nhiều là nhiều luôn. Mà thôi không sao, dạo này có tập gym cho nên cũng không mập lắm đâu. Và để xem ngày hôm nay mình với Sammy sẽ cùng nhau nấu cái món ăn gì thì các bạn hãy nhớ xem hết video để biết nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hỗ trợ mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Let's go. Rồi, ok 500 anh em, hiện tại bây giờ mình đã vào trong Play Together đây. Và đây, xin giới thiệu với anh em, nếu như bạn nào chưa biết thì bây giờ sẽ biết nè. Đó chính là đây, chính là căn nhà bếp ở trong Play Together của mình đấy. Như anh em nào đã xem trong tập trước thì các bạn cũng biết rằng là mình với Sammy đã làm cái món bắp rang bơ các bạn à. Và có rất là nhiều bạn thích cái món đó luôn, cho nên ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tiếp nha. Và cái món ăn ngày hôm nay mình sẽ ăn, mấy bạn đọc tiêu đề thì các bạn cũng biết chúng ta sẽ làm món gì đúng không? Đúng như vậy, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái món gì đó mà nó mát lạnh trong cái mùa hè nóng nực như thế này các bạn à. Trời ơi, cái thời tiết Sài Gòn gì đâu mà nó nóng. Tôi chỉ cần bước ra ngoài đường thôi tôi giảm ngay 50kg luôn các bạn ơi. Trời ơi, 50kg thì hơi lố, nhưng mà nói chung là tôi bước ra đường rồi tôi ốm, tôi xấu muối luôn á. Từ một cục mỡ bùng cái tôi thành xấu muối luôn các bạn. kiểu vậy á. Trời, nó nóng mà trời, phải nói là kiểu không có máy lạnh thì chắc là tôi không có ở trong phòng tôi quay clip nổi cho các bạn luôn á. Tháng này coi bộ à, tiền máy lạnh là hơi bị nhiều luôn các bạn, ngày nào cũng bật hết trơn á. Chính vì như vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái món ăn gì đó mà khi mà ăn vô chúng ta sẽ cảm thấy beautiful, mát lạnh, các bạn hiểu không? Đấy, ok. Và cái món mát lạnh thì tất nhiên ngoài món kem ra thì còn món gì khác đúng không các bạn? Ok. Và ở trong nhà bếp của mình hiện tại cũng đang có một cái máy làm kem nè. Đấy, chúng ta có thể làm được kem vani và kem sô-cô-la. Nhưng mấy bạn biết không, mình ngồi mình suy nghĩ một hồi là tính ra là kem mình cũng làm nhiều rồi. Ừ, mấy bạn nhớ không, lúc trước mình cũng đã từng làm những cái clip ăn kem rồi. Bây giờ mình suy nghĩ rằng là nếu như làm tiếp tục món kem á thì nó hơi bị gọi là trùng quá. Ừ, nó hơi bị trùng lặp quá, nó không hay. Cho nên mình nghĩ là có cái món gì ở trong Play Together mà nó phù hợp hơn ngoài món kem hay không. Thì mình chợt nhận ra bên này nó có một cái máy. Thì cái máy này nó giống như là cái máy làm đá bào các bạn. Đó, giống như là cái máy làm đá bào vậy á. Thì sau đó mình nghĩ là tại sao chúng ta lại không thử làm món đá bào sô-cô-la nha. Ừ, đúng không? Chúng ta xay đá bào ra, chúng ta đổ sô-cô-la lên ăn. Trời ơi, nó mát lạnh luôn, nó ngon thì thôi rồi. Đó, mà Sammy cũng thích sô-cô-la nữa bạn, cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ làm món đá bào sô-cô-la nha. Ok. Tất nhiên là đã có món đá bào rồi thì chúng ta sẽ cần đến một cái món không thể thiếu nữa, đó chính là nước giải khát các bạn ạ. À, nước giải khát thì có gì? Coca, Pepsi, xì tinh. Xì tinh hả? Giờ mà tôi uống xì tinh vô xong tôi sẽ biến thành anh phong báo, hiểu không? Đó. Ok. Nên là để tôi coi coi ở trong Play Together nó có cái món nước gì là lạ không nha. Ở đây thì tôi thấy là có cái máy pha cà phê nè. Cà phê mà bây giờ mùa hè mà uống cà phê thì nó hơi nóng mấy bạn ạ. À, không nên uống cà phê đâu. Ở bên này còn gì khác không? Cola nè, cái này giống kiểu Coca-Cola hả? Nước cam có ga và nước nho có ga. Nước nho hả? Ý, nước nho hả? Tính ra từ đó giờ các bạn nào uống nước nho chưa nhờ? Từ đó giờ mình chỉ có uống nước cam thôi, chứ mình chưa bao giờ mình uống nước nho nha. Cái này tôi nói thiệt nha, chưa bao giờ tôi uống nước nho luôn. Tại vì tôi thấy nho mà ăn trái cây thì ngon, nhưng mà uống nước thì tôi nghĩ chắc nó không ngon đâu, chắc nó ngọt lắm. Cam với nước nho hả? Ê, được nha. Hay là bây giờ chúng ta sẽ thử làm nước cam có ga và nước nho có ga để uống thử nha bạn. Biết đâu ngoài đời thật nó lại ngon sao. Với lại là bây giờ á, ra ngoài tiệm mua cái chai nước cam với mua cái chai nước nho thì bình thường quá. Mình sẽ tự tay làm luôn. Mình sẽ tự xay cam ra, mình sẽ tự xay nho ra, mình làm thành món nước cam soda, nước nho soda luôn nha. Ok, được không? Rồi, giữ quyết định vậy đi, tôi sẽ làm hai món này nha bạn. Ok, hai món này ở ngoài đời thật mà uống thì chắc là sẽ giải khát lắm này. Ok, đấy, nước nho nè, đã xong nè. Rồi, làm thêm một ly nước cam nữa mấy ní ơi. Đấy, ok. Được rồi, làm nước thôi hả ta? Hay là làm thêm đồ ăn nha? Ôi thôi, trước tiên tôi nghĩ là chúng ta cứ làm trước hai cái món nước đi thì tính sau nha các bạn nha. Ok, được rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu đến với món nước của chúng ta nào. Let's go. Rồi, và đến với cái món ăn tiếp theo của chúng ta. À không, không phải món ăn mà là thức uống nha các bạn. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây chính là những cái gọi là lương thực thực phẩm. À không, cái gì? Không phải là nguyên liệu chứ. Đây chính là những cái nguyên liệu mà chúng ta sẽ sử dụng để làm ra cái soda nho và cái soda cam nha các bạn nha. Đó, thì trước tiên á là ở đây bọn mình đang có một cái máy. Cái máy này chính là cái máy để chúng ta có thể xay trái cây. Xay trái cây đó, bấm cái nút này nó sẽ xay nè. Đó, ok. Ở đây chúng ta có thêm một cái chai nước có ga nữa. Đây là nước có ga nha các bạn, sẽ bỏ vào trong chung với lại trái cây nha. Tại vì bên trong Play Together là nước có ga mà, cho nên chúng ta sẽ sử dụng nước có ga nha. Rồi, còn ở đây thì chúng ta sẽ có thêm nho với lại là cam. Đó, y hệt như trong gọi là Play Together luôn. Bây giờ thì Phong với Sam sẽ bắt đầu pha nha.
Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái máy này ra của chúng ta ra trước. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ nguyên liệu vào bên trong. Thì Phong là nho, còn Sam sẽ là cam nha, được không? Rồi, ok, okay. Rồi. Bây giờ Sam hãy bỏ cam vào trong cái bình đi. Cái nho của mình á bạn là không phải nho bình thường nha. Nho của mình là nho đen và là nho ngón tay nha các bạn. Nho ngón tay bởi vì nó dài dài thế này nè. Đó. Mà cái nho này đắt ghê luôn á. Nhiêu đây các bạn biết nhiêu tiền không? 170.000. Nhiêu đây nè. 170.000 mà chừng nó luôn á, đắt vô. Đắt dễ sợ luôn á. À da, cái cam của Sam ăn cũng ngon lắm nha. Có muối chấm là đã. Có muối chấm gì, ăn cam mà dùng muối chấm hả? Ngon mà. Ủa có bạn nào ở đây ăn cam mà dùng muối chấm không? Chứ tôi ăn cam tôi ăn không mà chứ không ai dùng muối chấm hết. Rồi Phong xong rồi đó, xong chưa? Xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đã xong rồi các bạn đó. Và sau khi chúng ta đã bỏ trái cây vào bên trong rồi thì mình sẽ sử dụng một cái muỗng đó, mình sẽ dầm nó ra cho nó nhuyễn ra xíu nha bạn, cho dễ xay đó. Mình sẽ dằn cái cam này của Sam ra. Tính ra cái cam này á là nhiều khi mình không cần xay luôn á, mình chỉ cần dằm như thế này thôi là nó tự nhuyễn ra rồi. Đúng rồi. Rồi sau đó mình sẽ bỏ thêm một tí nước có ga vào bên trong nha các bạn. À. Wow, nước này có ga nha. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi nha. Từ đó đến giờ tôi chưa có làm nước ép hoa quả bao giờ cho nên tôi không biết, nhưng mà để xem coi nó có xay được luôn không, tôi sẽ thử gắn vô nha. Wow. Rồi, bây giờ mình xay thôi. Đây, xay rồi, xay rồi. Xay rồi nha, xay rồi nha. Xay rồi nha, xay rồi nha. Ok. Xong, bấm dừng. Nó thành lỏng như thế này luôn nè các bạn. Wow. Rồi mở nắp ra. Thử coi. Thơm nha, sao thử đi, thơm. Rồi và sau khi chúng ta xay xong thì chúng ta sẽ bỏ vào đây thêm một ít đá nữa. Đó, bỏ vào trong một ít đá. Thì xay tiếp hả? Hả? Không, mình bỏ đá vô mình uống luôn. À. Mình sẽ gắn miếng cam là gì nè, đó, giống như trong mấy cái gọi là quán cà phê đồ á. Đó. Cocktail cam của Sammy. Đây, xin hiểu bạn, ly nước cam soda của Sam. Đó, nước có ga nha. Ơ nhưng mà khoan, tính ra là tôi tự làm luôn cái ly nước cam này rồi. Bây giờ là Sammy làm đi, hiểu không? Okay. Phong hướng dẫn rồi đó, giờ Sam làm đi. Cho cái muỗng. Sammy đầu tiên phải làm gì nè? Phải dầm cho nó nát trước. Đúng rồi, dầm nó ra. Đó, ui. Đó. Dầm cho nó nét ra, có dầm nổi không, nếu không dầm cho. Được, tôi làm được, được, tôi con gái mà. Rồi không thấy là cũng được rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ cho nước có ga vào. Rồi, đây. Rồi, xay nè. Nó ra thành màu tím nữa bạn. Wow, nó thành cái nước màu tím anh em ơi. Thấy chưa, ly nước tím lè, tím ngét luôn. Rồi, bây giờ là Sam bỏ đá vào đi. Rồi, ok, bây giờ mình hướng dẫn các bạn nha, bỏ đá vô. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ bỏ vào trong đây một ít nho để trang trí nha bạn. Rồi Sammy bứt nho bỏ vô, bỏ nhiều vô. Nhiều vô hả? Bỏ nhiều vô. Đây, tôi. Ủa, cái gì vậy? Đó, đẹp mà. Sammy gắn nguyên cái chùm nho vô. Rồi, không sao rồi, phong một ly, sao một ly. Ui, tính ra là bọn mình đã làm được cái món y hệt ở trong Play Together luôn các bạn. Đó chính là món soda cam và soda nho nha các bạn nha. Nước có ga nha, vô nè. Vô. Ra mùi nho luôn. Tính ra nha các bạn, mình xay như thế này nè, là mình uống á là mình sẽ có thể nhai được cái cam bên trong miệng mình, nó sực sực ngon lắm luôn á. Này tôi vừa ăn luôn nè. Vừa uống vừa ăn luôn à. Đã dữ ra. Ây à, nói chung là ngon. Trời. Thành công, rất thành công. Thành công rồi. Sammy chấm cho cái nước nho của Sam được nhiêu điểm? 9 điểm. 9 điểm hả? Còn tôi thì nước cam thì tôi thấy cũng khá là ngon cho nên tôi cũng cho 9 điểm luôn nha bạn. Thử của tôi đi. À, sao uống của Phong đi. Rồi. Rồi, thử cái tôi ngon siêu siêu. Ừ, cái này ngon hơn. Ngon cái này cái nho này nó ngọt hơn, nó ngon hơn mà. Cái cam uống vô nó cũng lạc. hơi lạc. Ừ, đúng rồi. Rồi, cái nho thì tôi nghĩ là tôi cho 10 điểm nha bạn. cái này ngon. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với món tiếp theo nào. Let's go. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn tiếp theo của chúng ta, chính là món đá bào sô cô la nha các bạn nha. Wow, đá bào hả? Món tuổi thơ nha, ai cũng thích ăn hết á. Có bạn nào gọi là ngày xưa đi học ở trước cổng trường có mấy cái chú mà hay bán đá bào mà xịt siro rồi kiểu vô á ăn ngon lắm, sao có đúng không? Rồi, thì ngày hôm nay á là Phong đang có ở đây xin hiểu bạn một cái máy xay đá bào. Đó, mình sẽ xay cái này đó bạn. Rồi. Okay. Ở đây là một chai sô cô la, còn đây chính là đá. Đó. Okay. Hy vọng là chúng ta sẽ làm được một cái ly đá bào sô cô la thật là ngon. Ok. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ mở cái này ra. Ủa sao rớt rồi? Mở cái này ra. Bên trong đây chúng ta sẽ bỏ đá vào nha các bạn. Sau đó mình sẽ đẩy cái này lên. Rồi. Ok. Xoay. Dùng sức quá vậy. Yeah. Ra được miếng nào chưa? À, ra được xíu. Rồi. Mệt quá trời ơi. Chúng ta sẽ thu được. Wow. Cũng khá là nhuyễn nha bạn nha, cũng khá là nhuyễn nha. Chúng ta thu được vô đây vẫn còn ít lắm, chúng ta phải lấy thêm đá thôi. Cho thêm đá vô. Ok, lần này tới lượt Sam đi, tôi cho Sammy thử nè. Rồi. Sức mạnh của tôi. Các bạn biết không, Sammy.
đỉnh chị Sammy, quá đỉnh. Rồi, được thêm một tí nữa các bạn. Nói chung á là cái máy làm đá bào này là máy đồ rẻ tiền thôi, cho nên là xây được như thế này là hay lắm rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đã được một cái ly đá bào như thế này nè các bạn. À, rất là nhiều đá luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ sô-cô-la vào. Cái này đáng lẽ là phải ăn bằng siro các bạn thì nó mới chuẩn, hiểu không? Nhưng mà tại vì chúng ta chỉ tìm được sô-cô-la trong Play Together thôi, cho nên mình sẽ dùng bằng sô-cô-la luôn. Ủa, xong có miếng nào vậy? Chưa mở nắp, chưa mở nắp. Rồi, xịt nè. Trời ơi, trộm lên, trộm lên. Nhiều rồi á. Nhiều chưa, nhiều chưa? Trời ơi, cái này là cà phê rồi. Cái này sẽ giống cà phê chứ không giống đá bào nha. Ê, xin tôi cảm giác cái món đá bào này chắc là tôi với Sam sẽ làm bị thất bại á. Bạn có thấy hình như là hơi, nó hơi thất bại nha. Nó không giống đá bào lắm. Ừ, nó không giống đá bào lắm nha, nó hơi thất bại nha. Rồi, nói chung là được một cái chén đá bào như thế này nè các bạn. Trời ơi, mấy bạn biết sao không? Nè, nhìn cái màu đó là nâu rồi, còn cầm ngay những cái sẻn xúc đất gì đó nhìn nè, đang xúc đất ăn hả? Giới thiệu với bạn, đây chính là cái muỗng của mình. Cái muỗng của mình có hình một cái sẻn đó. Đúng vậy, cái sẻn là sẻn xúc đất ăn hả? Đây đúng vậy, xúc đất luôn. Rồi, Sam, bây giờ Phong với Sam ăn miếng nè. Rồi rồi rồi, Phong đút cho Sam miếng nha. Rồi, trời. Rồi, Sammy là Sammy thích thích đá bào lắm nè. Nó chơi hoài đá bào, hoài là đá đập nhỏ thôi. Ờ, đáng lẽ nó phải nhuyễn hơn nữa, còn đá này nó vẫn còn to lắm mấy bạn ạ. Nhìn nè, to như này hoài là đá bào đâu. Ê, mà cũng ngon mà, cái đá nó giòn giòn kèm theo sô-cô-la, gọi là đắng đắng ngọt ngọt nữa, ngon mà. 5 điểm, vậy chỗ 5 điểm rồi hả? À, tôi thấy cái món này là chắc là tôi với Sam thất bại rồi, cho nên là thôi chắc cũng cho 5 điểm nha các bạn. Hello team, hello team.